Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay tôi xin chia sẻ thủ thuật cố định hàng và cột trong Excel. Như các bạn thấy đấy, khi mà tôi di chuyển chuột đấy, mà tôi rất là muốn đối chiếu cái dòng đầu tiên với các dòng còn lại ấy. Khi mà tôi cố định được cái dòng đầu tiên lại ấy, thì sẽ giúp cho tôi đối chiếu các dữ liệu sẽ chính xác hơn ấy. Thì đầu tiên tôi sẽ di chuyển chuột đến cái ô mà nằm dưới ngay cái dòng mà tôi có ý định là sẽ cố định lại ấy. Sau đó tôi sẽ di chuyển chuột đến view. Sau đó các bạn chọn Free Pens. Sau đó bạn lại chọn Free Pens. Khi mà tôi di chuyển chuột đi thì cái dòng đầu tiên ấy luôn được cố định ấy, giúp tôi đối chiếu với các dòng còn lại được dễ dàng hơn ấy. Khi mà các bạn lại không muốn cố định dòng đầu tiên lại thì các bạn lại vào Free Pens và các bạn nhấn vào Unfree Pens thì dữ liệu của các bạn lại trở lại như ban đầu nhé. Tương tự như là cố định cột ấy. Ví dụ như bây giờ tôi muốn cố định hai cái cột đầu tiên này lại ấy, các bạn cũng có thể cố định 3 hay 4 cột cũng được. Nhưng các bạn phải xác định được cái ô mà cạnh ngay cái cột mà bạn muốn cố định lại ấy. Tôi ví dụ như là tôi muốn cố định hai cột đầu tiên ấy thì cái ô bên cạnh chính là ô location. Sau khi các bạn chọn được ô rồi thì các bạn di chuyển chuột đến Free Pens. Sau đó các bạn lại chọn Free Pens. Sau khi các bạn chọn xong ấy thì đây tôi di chuyển chuột đấy thì hai cái cột đầu tiên ấy luôn được cố định ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.